Chào bạn, tiếp tục quay trở lại với những video của Thửng nha. Thì hôm nay mình phải join Quỳnh các bạn ơi. Nói chung là lâu rồi không được join, nó cũng ngứa người á. Mình mới vừa nói là mình có ý định làm kênh riêng thôi là nó đã join mình te tu rồi. Thì nói chung là mình ngồi ngay đây là sát bên chung cư mình luôn các bạn. Sát bên chỗ mình ở luôn. Các bạn nhìn thấy không? Bên đó là tầng 11, là ngay bên đó là chỗ mình ở nha. Thì nói chung là mình đi lại đây sát bên nè. Ở đằng đây có cái cổng là mình lủi qua đây cái tới cái đường bên đây nè các bạn. Thì nói chung là mình làm video mình cho mình vẫn làm bên kênh Quỳnh. Để bữa giờ mình nghĩ mình không có video cho bạn xem á, giờ mình làm lên cho bạn xem. Còn kênh bên kia mình làm vlog thôi nha. Thì hôm nay mình cho nó mình nhậu quay đây các bạn ơi. Nói chung là hôm nay mình sẽ cho nó làm mình nhậu phiên bản, nói chung là nâng cấp hơn các bạn, nhậu say phiên bản nâng cấp hơn. Thì lúc trước mình cũng có cho là mình nhậu xỉn rồi, nhưng mà hôm nay mình cho là mình nhậu xỉn phiên bản nâng cấp nữa nha các bạn. Đó, đây chuẩn bị lon bia luôn các bạn ơi. Mình uống vô một tí với mình để bỏ miếng bia lên người cho nó có mùi. Bỏ miếng bia lên cho nó hôi mùi bia. Mình cho là mình sẽ để mình gọi bản mình cái đã, mình nhờ bản mình hợp tác cho. Gọi này, gọi cho này để nhờ nó hợp tác cho nữa các bạn. Alo. Đang làm gì vậy cậu? Ơi nó nghe là cậu không giúp tôi cái này được không? Giờ tôi gửi số điện thoại người yêu tôi qua cho cậu. Cái cậu gọi cho người yêu tôi xong rồi cậu nói là cậu gặp tôi ở ngoài đường á, xỉn sai rồi tôi nằm tôi ngủ ngoài đường được không? Nhưng mà cậu cậu nói là cậu người đi đường thôi nha, cậu nói cậu là người đi đường, cậu thấy được tôi rồi, thấy tôi xỉn sai nằm ngoài đường nè. Nếu mà nó có hỏi chỗ nào á, cậu nói là ở đây thấy cái tòa chung cư cao cao rồi tôi gửi định vị qua cho cậu gửi định vị qua cho nó luôn. Ok, cậu nói giùm tôi nha. Ok, cảm ơn nhiều. Gửi số 3, tôi gửi tin chỉ cho cậu gửi tin chỉ cho nó luôn nha. Rồi. Đó các bạn, thấy không? Nói chung là cũng là John là nhổ xỉn, nhưng mà ở phiên bản nâng cấp hơn là mình sẽ gọi là bê bết luôn. Mình trong vai người đàn ông gọi là tể bạc, cái nhậu xỉn về bê bết ngủ ngoài đường luôn. Trời ơi, không có đá nó đắng cả trời. Thôi, ở đây một hồi mình ngủ ngoài đường, người ta đi ra đi vô, mình chảy vô cái đường này nè, mình ngủ. Đắng quá. A few moments later. Vô thêm cái nữa cho nó xỉn xỉn mặt nó, mặt mình nói chung máu mình máu ô. Mình uống một xíu máu mình nó đỏ, mặt mình nó đỏ à. Là Quỳnh nó tinh thiệt rồi các bạn. Thì đó các bạn thấy không? Đây nè, ở nhà mình nhìn qua đây á, một hồi á, ai mà gọi nói Quỳnh là gần chung cư rồi nó nhìn một quát một qua tới bên đây luôn, qua thấy bên đây luôn các bạn. Nè nhà mình bên đó mà. Thì á, mình sẽ gửi địa chỉ cho nó nữa để coi thằng bản mình nó gọi nó nói với Quỳnh coi Quỳnh có tin không cái đã. Chăm hồi em quay xong rồi tụi em về bệnh coi như là không biết chuyện gì hết nha. Dạ dạ. Coi như là không biết chuyện gì hết, hỏi có nó không biết luôn nha. Giờ bộ nói mới nãy giờ đi dạo thôi. Ok. Thôi hết rồi, không có táo không nổi. Giờ mình coi mình lụi chiếc xe xuống đây coi. Lụi xuống đây hồi sau lụi lên mà mới là quán đời. Có tin nhắn. Ê, nó gọi luôn rồi nè, nó gọi luôn. Alo. Tao nói gọi mày ơi, tao nói là tao thấy mày nhậu say ngủ ngoài đường gần đường gần chung cư. Nó gọi lên bỏ xe ô tô tùm lum đó. Nó có tin không mày? Nghe giọng đi, cái giọng nó thì chắc nó sợ lắm. Nó nghe kiểu như là đang sắp khóc rồi đó. Ghê mày. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Ủa rồi, tao nói
ừ. Thì mày đó. Ok. Ừ, cho anh vậy mới tới công chuyện chứ. Vậy thôi, tao cảm ơn mày nha, coi chừng nó kiếm tao, nó ra nó thấy tao đó. Giờ tao tranh thủ tao đặt cái quay tao cho nó. Cảm ơn nha. Ok. Nói chung là thằng bạn mình nó nói là cho anh giữ, cho anh ghê là nói chung là mày cho anh tới công chuyện sao các bạn. Thằng bạn mình ít nói. Na mình nhờ nó nói vậy là biết rồi đó. Ok, về đi chăm. Giờ mình nằm đây là ở trên mấy người ở trên chung cư thấy mình hết đó các bạn ơi. Trên chung cư nhìn đây gõ lắm, mình tưởng mình chắc khùng à. Mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đi vậy nhậu quýt luôn à.
là chợ em lắm, mệt lắm mà nha. Xạo chó, xạo chó. Đi về ăn cơm nè. Đi. Đi anh ơi. Đi. Ủa sao? Đi. Sao nhìn mặt trời sao có 8 ông mặt trời luôn vậy? Ôi là trời xỉn lắm luôn rồi phải không? Ai ông trời. Dạ cái đầu sao không nhớ được cái gì hết vậy? Sao tại sao không nhớ được cái đầu à? Đi về nhà muốn tập. Bằng chứng gì chứng minh cô là người thân của tôi không? Sao tôi không nhớ đầu óc tôi giờ? Anh đi về nhà theo em đi rồi em chứng minh nè. Đây, đây, về nhà có bằng chứng đó nhà. Anh nghĩ sao anh lủi vô cái đường này vậy thường? Trời ơi, nhà cao tầng rồi nhiều quá vậy. Nhà cao tầng được không vậy? Chỗ tôi trời nhớ đúng. Chỗ tôi ở đâu có cao nhà cao tầng là nhiều vậy đâu. Anh bị gì vậy trời? Em lại anh luôn á. Ở đây là năm bao nhiêu rồi? Năm bao nhiêu cái đầu anh tỉnh lại coi.
sao con gái thời nay mặc đồ táo bạo như vậy? Trời ơi, trời này, đừng có nói bụng nữa. Chỉ là trời, có xe đâu. Chạy xe giờ anh ơi. Chẳng xe lên, được không vậy? Trời, tôi không biết nhà tôi ở đâu, có gì cô chỉ đường tôi về nhà. Ôi là trời, đi đi chị nè. Chẳng chẳng có gì gặp chuyện nữa rồi đó. Chạy thôi. Trời đứng lại, em sợ, đi đi về, đi về đi, đi mua thuốc uống thôi, đi đi. Ôi trời, người ngợm kìa. Từ từ thôi. Tôi lấy cái camera cái tôi mới về được cô ơi, tôi thấy coi trong camera của tôi là có chứng nhớ của tôi. Camera đâu rồi? Camera gì? Tôi phải lấy cái camera nữa trong chứng nhớ tôi coi. Để tôi coi lại đi, chứ tôi bị mất chứng nhớ rồi, cũng lâu lắm rồi. Tôi không có nhớ cái gì đó. Tôi phải kiểm tra trong camera tôi lại. Coi coi. Đó, nè, đây nè. À, tôi nhớ ra rồi, thì ra tôi là Thửng nè. Tôi là YouTuber mà tôi mới nãy tôi uống cũng cỡ một lon mấy lon bia tôi quên. Anh nghĩ sao vậy Thuận? Anh biết nắm ngon Thuận, anh giỡn gì kỳ vậy Thuận? Hả? Ê! Ê! Nghĩ sao vậy, em hết trò chơi phải không? Ủa chứ hôm qua ai cho anh? Chứ hôm qua ai cho anh? Anh làm vậy có bữa hả mà thiệt một cái người ta điện về là tôi không có chạy đi kiếm anh đâu nha. Ây da đau. Con cười được nữa trời, không biết mệt hả? Thôi, chứ hôm qua em cho anh, nay anh cho anh lại. Chứ đúng không các bạn? Nè, anh làm gì anh làm luôn đi, biến ra khỏi nhà luôn nha, khỏi về nha. Ơi Quỳnh. Quỳnh. Chạy ngủ luôn rồi. Quỳnh. Quỳnh. Cho nó dặn thiệt rồi mọi người ơi. Nó kêu mình biến ra khỏi nhà luôn rồi. Giờ về chắc khó vô nhà rồi mọi người. Giờ thôi để mình kết thúc video, mình chạy theo mình năn nỉ nữa nha mọi người ơi. Nó đi bổ về luôn rồi kìa. Thì nói chung là tải nó cho anh mình mới cho anh lại đúng không các bạn? Hôm qua cho anh mình làm mình hết hồn thì hôm nay mình cho anh lại đúng không các bạn?